Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và hôm nay chúng ta nói về ông tổ sân khấu, cũng từng là ăn cướp, ăn mày. Hàng năm, cứ đến giữa tháng 8 âm lịch sân khấu, các nơi lại rộn ràng cúng tổ. Trong ngày này, nghệ sĩ thường gác lại mọi việc, chia thành từng đoàn, đi hết sân khấu này đến sân khấu khác, rạp này đến rạp khác để thắp hương dâng lễ. Tuy nhiên khi được hỏi về tổ nghiệp là ai thì mỗi người lại kể một cách khác nhau. Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết, từ khi bước chân vào nghệ thuật, hầu như người nghệ sĩ nào cũng luôn tin rằng trên đầu có thần linh, mặc dù đến giờ vẫn chưa biết chính xác tổ nghiệp của ngành sân khấu là ai. Chỉ biết rằng đó là đấng linh thiêng, luôn theo độ, cho sân khấu, nghệ sĩ cảm thấy tin tưởng và thờ cúng. Lớp nghệ sĩ trẻ thì chưa đi sâu vào vấn đề này, nhưng thế hệ trước những người lớn tuổi thì rất tin tưởng và coi trọng, trước khi lên sân khấu luôn phải thắp nhang khấn tổ. Trong những giai thoại về ông tổ ngành sân khấu, giai đoạn mà chúng tôi được nghe nhiều nhất là về hai vị hoàng tử mê coi hát đến mức kiệt sức, ôm nhau chết. Linh hồn của họ thường xuyên hiện lên coi hát, nên người trong nghề biện lập bàn thờ, phụng kính là tổ. Ngày hai vị hoàng tử qua đời cũng là trở thành ngày giỗ tổ hàng năm của ngành sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi, người có nhiều năm nghiên cứu về hát bội, nói riêng và sân khấu nói chung cho biết, truyền thuyết này còn có thêm câu chuyện rằng xưa có một nhà vua không có con nên thường xuyên làm lễ cầu xin trời Phật ban phúc. Mỗi khi làm lễ có một người giả làm thần múa hát, bay lên trời dâng sớ. Sau này hoàng hậu hạ sinh được hai vị hoàng tử, cả hai lớn lên đều rất mê hát. Một hôm hai vị hoàng tử lén vua cha đi xem hát rồi say mê đến nỗi quên ăn quên ngủ, kiệt sức ôm nhau chết. Từ đó nghệ sĩ thường thấy hai hoàng tử hiện về xem hát nên lập bàn thờ phụng, gọi là tổ. Bởi thế, trên bàn thờ trong các đoàn hát thường có đặt hai cốt gỗ nhỏ như búp bê, tượng trưng cho hai vị hoàng tử. Nói về ông tổ ngành sân khấu, còn có nhiều giai thoại khác, trong đó có cả chuyện ông tổ xuất thân từ ăn cướp, ăn mày. Bởi thế, nghệ sĩ rất kiên kỵ cho tiền ăn xin, vì cho rằng như thế là xúc phạm tổ nghiệp. Nghệ sĩ Tiên Kim cho rằng có lẽ cũng vì ông tổ xuất thân từ ăn mày, nên đã là nghệ sĩ, ít nhiều gì cũng có lúc lang thang khốn khó, nhưng không ai dám trách tổ, vì tổ đã cho nghệ sĩ cái nghề, nhận về thế nào là do phần số. Theo nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi, những giai thoại này được đặt ra thực chất là để tạo sự tin tưởng. Tất cả những người làm sân khấu đều coi mình là con cháu của ông tổ. Ông lý giải, ông cha ta đặt ra những giai thoại này là dựa trên thực tế, vừa mang tính hoang đường rồi truyền miệng từ đời này, truyền sang đời khác. Ví dụ giai thoại hai vị hoàng tử là hai vị hoàng tử nào đó, đâu rõ đời nào đâu. Còn nếu nói ông tổ là ăn mày thì là do người hát luôn tôn kính tất cả các nghề, vì nghề nào cũng có đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cả. Tại sao ăn mày được cho là ông tổ? Vì khi diễn nhân vật ăn mày, nghệ sĩ cũng phải học nghề ăn mày. Để nhớ ơn, sau này họ liệt những người có đóng góp cho sân khấu đều là tổ. Ăn mày là một cái nghề mà người hát học được để diễn trên sân khấu, cũng giống như thợ may, thợ rèn, thầy thuốc, thậm chí là ăn cướp. Xuất phát từ thực tế, mỗi vai diễn, nghệ sĩ phải học từ cuộc sống, từ người thật, việc thật, rồi mới đưa lên sân khấu, nên những vị tổ sư của các ngành nghề có liên quan đến vai diễn của nghệ sĩ đều được tri ân gọi là hậu tổ. Đó có thể là thợ may, thợ mộc, thợ rèn, gọi chung là thập nhị công nghệ. Nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi cũng cho biết rằng, dù là giai thoại nào thì cũng thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn của nghệ sĩ dành cho những người đã đóng góp cho ngành sân khấu. Ông tổ với họ tức là người đã truyền lại cuộc sống công việc cho họ. Cúng tổ nghĩa là thể hiện lòng biết ơn đến những người có công đóng góp cho sân khấu. Những câu chuyện không có gì là thực tế, nhưng chứng tỏ người nghệ sĩ là người nhớ ơn tất cả, kể cả những người đi theo gánh hát. Hậu đài đều được tôn trọng, thờ cúng. Hậu tổ còn bao gồm cả những nghệ sĩ có công với sân khấu, những bậc tài hoa xuất chúng như ông Cao Văn Lầu, Trần Hữu Trang, nghệ sĩ nhân dân Nam Châu, Phùng Há, Nam Phị, nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi chia sẻ. Theo những người làm nghề lâu năm, chuyện thờ tổ xuất phát từ các đoàn hát bội rồi lan sang cải lương, kịch nói. Sau này giới nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu cũng duy trì việc cúng tổ hàng năm và khấn tổ trước khi ra diễn. Ngoài những giai thoại về ông tổ, giới nghệ sĩ còn truyền tay nhau những điều kiêng kỵ và cả những câu chuyện về tổ trác, tổ độ vô cùng ly kỳ, khó mà giải thích được. Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng đã khẳng định chắc nịch như vậy. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ như in cái lần đoàn cải lương Bông Sen Vàng gặp nạn khi đi diễn ở tỉnh. Buổi sáng hôm ấy, xe chở cả đoàn đâm thẳng vào gốc cây. Lạ một điều, người trưởng đoàn ôm bức tượng tam vị thánh tổ ngồi ngang tài xế lại không hề hấn gì, dù tấm kính phía trước bể nát sau cú va chạm mạnh.
Các nghệ sĩ trên xe cũng không bị thương tích gì. Họ tin rằng tổ nghiệp đã hiện linh để giúp họ thoát kiếp nạn này. Có những chuyện bạn có thể không tin, nhưng nghệ sĩ chúng tôi rất tin. Có lần tôi đi diễn trễ, không kịp khấn tổ đã vội lao ra sân khấu. Vậy là hôm đó, dù vai diễn đã diễn rất nhiều lần, nhưng tôi lại không tài nào nhập vai được. Ngược lại khi mình thành tâm khấn, tổ lại hiện linh giúp đỡ. Theo lời kể của Thanh Hằng, danh hài Hoài Linh cũng là người rất tin vào sự thiêng liêng của tổ. Những năm sống tại Mỹ, có thời điểm Hoài Linh không có lấy một xô diện. Vậy là anh khấn tổ, con không có tiền đóng tiền nhà, thanh toán, hóa đơn, cầu mong tam vị thánh tổ thương phù hộ cho con. Ngay sau đó bầu xô liên tục gọi cho Hoài Linh. Nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng kể rằng có lần chị bị té gãy chân vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất nên nói gỡ. Vậy là sau đó chị ra sân khấu, nhưng điều hát không được như mong muốn, lần nào cũng chạy vào trong khóc. Sau này gặp anh Vũ Linh, anh ấy khuyên tôi đi nên thắp nhang, chuộc lỗi. Tôi và anh ấy thắp 3 cây nhang, chờ đến khi nhang tàn mới thôi. Quả nhiên sau khi tôi ra sân khấu hát được ngay, nghệ sĩ Thoại Mỹ chia sẻ. Theo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, những chuyện tổ độ, tổ phạt thì không tin không được. Thường xuyên nhất là những khi nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe, khan tiếng, mất giọng, cứ thành tâm khấn tổ là hát được ngay. Thông tin của kênh Tiểu Sử gửi cho các bạn đến đây là hết. Xin chào, tạm biệt.